Xin chào quý khách hàng thân mến công ty AH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn LED xoay cảm ứng theo nhạc. Đèn có mã số là BAH020. Đây là một đèn mẫu đèn moving head xoay 360 độ và kết hợp với bóng LED 7 màu. Tuổi thọ bóng LED có thể lên đến hơn 50.000 giờ nên mọi người an tâm sử dụng, nó sẽ rất là bền. Đèn này có hiệu ứng là nó sẽ quét ra những cái tia LED tạo ra cho mọi người một cái không gian rất là ảo, rất là màu sắc. Đèn thì có chế độ cảm ứng theo nhạc, chạy auto tự động và có thể điều khiển qua được bàn điều khiển DMX. Nó đầy đủ hết cho những cái tính năng những cái dòng đèn cao cấp nha mọi người. Giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nó chiếu ra cái không gian của bên mình tầm khoảng 30 đến 40 mét vuông nha. Đèn này có thể đánh tối đa lên được khoảng 60 mét vuông. Đó mọi người thấy không, nó đánh ra trong phòng rất là ảo luôn. Mình sẽ cho mọi người xem cái thiết kế bên ngoài của đèn. Đây là cái thiết kế bên ngoài của đèn nha. Rất là gọn nhẹ, dễ dàng treo, dễ dàng lắp đặt. Mọi người thấy không, cái không gian nó chiếu rất là ảo luôn. Hiện tại thì đây là mẫu mới nên bên showroom mình có sẵn mẫu để mọi người đến xem và mua trực tiếp. Hoặc mọi người có thể đặt hàng online qua các số điện thoại bên phòng kinh doanh của BAH. Khi mọi người đặt hàng, mọi người vui lòng đọc giùm mình cái mã số đèn là BAH020. Cảm ơn mọi người đã xem video review ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video review tiếp theo.